Người vợ nào luôn mềm mỏng, không nóng tánh, không sân hận, dù bị chồng đối xử không đẹp nhưng vẫn nhường nhịn, không tỏ thái độ lỗ mãng, lớn tiếng, trái lại còn biết tùy thuận để khuyên răn và chinh phục chồng mình. Người vợ như vậy, Như Lai gọi là loại vợ như người hầu. Loại vợ như người hầu ở đây là Đức Phật muốn dạy cái gì? Là dạy là tận tụy hy sinh cho người khác, chứ không phải là người này biến người kia trở thành người hầu, mà người này tự nguyện làm một người vai trò như một người hầu để chăm sóc cho người chồng hay là người vợ của mình. Đây là điều nên nhớ như vậy. Ví dụ trong những hoàn cảnh đặc biệt, người chồng không được bỏ mặc vợ mình một mình để chấp nhận những số phận từ bệnh hoạn hay mọi thứ như vậy, cô đơn lẻ loi trong những hoàn cảnh như vậy. Và ngược lại, người vợ cũng không được để bỏ rơi chồng mình hay là để chồng mình cô đơn trong những lúc bệnh hoạn hay là một vài trường hợp đặc biệt như vậy. Trong những trường hợp đặc biệt, người vợ hay người chồng cần hy sinh mọi thứ, thậm chí cả đêm ngồi bên giường chăm sóc cho người vợ bệnh, hay là cả đêm ngồi bên giường chăm sóc cho người chồng bệnh. Tất cả những cái đó là một cái ý niệm vô cùng hay, nó trở thành một cái ấn tượng trong đời sống vợ chồng. Khi nào người bệnh mở mắt ra, thấy người chồng, người vợ đều ngồi bên đó, nó có một cái cảm xúc lớn vô cùng về cái sự chăm sóc đó. Đây là cái nghĩa của cuộc đời các vị đã gieo cho nhau. Nếu các vị cảm thấy mình một mình lẻ loi, mà cho dù lý do gì mà không có chồng hay vợ chăm sóc, chúng ta cảm thấy dường nó thiếu thiếu và nó có một cái gì chúng ta tủi tủi. Nhưng mà mặc dầu chúng ta thấy vợ hay chồng ngồi chăm sóc một bên, rất có thể chúng ta nói à thôi anh đi ngủ đi, hả em đi ngủ đi, em cũng khỏe rồi, hả anh cũng khỏe rồi. Mình nói như vậy đó, nhưng mà thật sự cái miệng thì nói thôi, nhưng mà trong lòng nếu có một người thân ngồi canh như vậy, chúng ta cảm thấy rất an tâm và chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Vì vậy cho một trong hai người phải đóng vai trò trong mọi hoàn cảnh như một người hầu, tận tụy chăm sóc cho nhau. Và cái nghĩa cái tình đó nó giúp cho các vị lưu giữ tình yêu và hạnh phúc cho các vị trọn cuộc đời này. Cho nên các vị phải thấy, tôi kể các vị nghe câu chuyện này trong cổ học Tinh Hoa. Đó là một câu chuyện của giữa phòng Quyền Linh và Lưu Thị. Đó là một câu chuyện đẹp mà sau này mọi người đều lấy cái đó ra để như một cái gì để giáo dục cho đời sống vợ chồng. Các vị nhớ là khi phòng Quyền Linh là một hàng sĩ, tức là một thư sinh nghèo, cũng có vợ, nhưng mà chẳng may là gặp bệnh nan y. Và khi gặp bệnh nan y đó sắp chết, vì vợ còn trẻ cho nên phòng Quyền Linh mới kêu vợ vào, mới nói rằng là sau khi ta qua đời thì em hãy tìm một người nào tốt đẹp làm nơi nương tựa. Nói cái câu như vậy, nhưng mà người vợ là Lưu Thị đó cảm thấy rất tinh ý về câu này. Bởi vì chồng mà chết còn trẻ thì cái lòng hoang mang về cái sự còn lại của vợ mình là vợ trẻ, cho nên là Lưu Thị không nói gì cả. Nó đi vào bên trong, lấy dao khoét một con mắt, đem ra đưa cho chồng và nói với chồng một câu: anh cứ yên tâm, cho dù anh có chết thì trọn cuộc đời này em chỉ có một chồng mà thôi. Hãy yên tâm dưỡng bệnh, đừng bận lòng đến điều gì. Cái hành động đó làm cho phòng Quyền Linh xúc động và rơi nước mắt. May mắn sau đó phòng Quyền Linh được qua khỏi cơn bệnh và thi đỗ đạt, và sau này làm tới quan tể tướng của cái nước Tề. Nhưng mà xin thưa tất cả các vị, khi làm tới tể tướng, nhưng mà thời phong kiến là trai năm thê bảy thiếp, cho nên trong các quan của triều đình ai cũng năm bảy vợ hết á. Nhưng riêng phòng Quyền Linh tới tể tướng mà không có một người vợ thứ hai nào. Cho nên trong triều đình chế nhạo ông ta, nó là cho rằng ông ta sợ vợ hay là bà vợ nhà sư tử Hà Đông hay gì mà ông không dám cưới thêm như thế. Cho nên một hôm vua nước Tề mới là trắc nghiệm, mà mới kêu vợ của mình là hoàng hậu á, đi mời Lưu Thị đến và mới nói là ở đây quan lớn trong triều ai cũng năm thê bảy thiếp, tại sao ông ở nhà lại để có một mình, không nên cưới thêm một người nữa để về chăm sóc, trong khi vợ bây giờ đã già và xấu rồi, tại sao không cưới thêm người nữa để còn trẻ đẹp để chăm sóc cho ông. Thì lúc mà nói như vậy á, thì bà hoàng hậu mới để một cái chén thuốc độc kế bên. Lưu Thị không chịu những cái lời góp ý đó. Hoàng hậu mới nói là một trong hai việc mà ngươi phải làm, một là nghe lời ta để cưới thêm một người vợ nữa cho phòng Quyền Linh, còn hai là phải uống chén thuốc độc này
Và lúc đó Lưu Thị bưng chén thuốc độc uống vào. Thì lúc đó bà hoàng hậu mới nói: ta còn phải sợ ngươi nữa, uống gì là phòng quyền linh. Thì qua cái câu đó chúng ta hiểu được điều gì? Cái hiểu được là không phải do phòng quyền linh sợ vợ, hiểu không? Mà vợ là một người quá tuyệt vời và quá ân nghĩa với phòng quyền linh. Trong khi mình là chồng, mình bệnh sắp chết mà vợ dám móc mắt để chứng tỏ rằng một sự chung trinh tuyệt vời, thì bây giờ chọn cuộc đời này thế nào đi chăng nữa, cho dù người vợ một mắt vẫn là người vợ tuyệt vời. Cho nên chính vì chỗ đó, cái ân tình này nó đã quá lớn trong lòng của phòng quyền linh. Cho nên không thể nào đạo đức con người cho phép đến với một người khác khi người này là quá ân nghĩa, hy sinh cho mình một cách lớn lao như vậy. Đó là cái nghĩa đó. Cho nên tôi mới nhớ của một triết gia từng nói một câu là: tôi sẽ nhìn nghiêng nếu vợ tôi chột mắt. Cái câu này để nó nói thấy rằng là sự đồng tình lúc nào vợ mình cũng là tuyệt vời. Chính vì chỗ đó, nếu vợ mình chột mắt thì mình sẽ nhìn nghiêng để mình thể hiện sự đồng thuận, để cho người kia không mặc cảm. Vì vậy phòng quyền linh ở đây là một người có đạo đức, không thể nào không hiểu được cái sự hy sinh cao quý của vợ đó. Chính vì chỗ đó cho nên phòng quyền linh suốt đời chỉ có một bà vợ, cho dù một mắt như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng trong mối quan hệ đạo lý vợ chồng, thường thường chúng ta ghen nhau hay là chúng ta yêu nhau, chúng ta giữ nhau bằng nhiều cách. Chúng ta cứ giữ bằng cách ghen tức, hay là thuê thám tử tư, hay là điện thoại để check từng giờ từng phút. Tất cả những cái đó không có cái gì giữ được tình yêu cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Trên cuộc đời không có một gông cùm nào có thể giữ được tình yêu, không có một quyền lực nào giữ được tình yêu. Điều quan trọng nhất trong các mối tình yêu của các vị muốn giữ được là chúng ta phải giữ được bằng trái tim. Nên nhớ như vậy. Chỉ giữ được người đó bằng trái tim thì người đó đi năm non bảy núi chả sao cả. Còn trong trái tim một trong hai người không có kỷ niệm, không có nghĩa, không có tình, không có ấn tượng, thì các vị có quản lý cách nào đó cũng không thể giữ được người bạn đời chung sống với mình. Nên nhớ như vậy. Thì cái gì giữ được cái nghĩa đó? Sự hy sinh, sự chia sẻ, sự sống với nhau để tạo nên cái nghĩa, cái tình đó. Đó là những chất liệu. Và tôi thấy phòng quyền linh và Lưu Thị cũng là những cái để chúng ta đáng học. Ấn tượng trong đời như thế, sự hy sinh như thế đã làm cho phòng quyền linh giữ trọn trái tim của mình cho người vợ của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng giữ cái gì? Giữ thân xác mặc dầu vậy chứ dễ, nhưng mà giữ tâm hồn mà giữ trái tim, cái này rất khó. Đòi hỏi phải sự thông minh, sự nhẫn nại, cái sự tình yêu chân thật thì chúng ta mới có thể giữ được. Tôi nhớ trong lời của một bài hát có câu gì đó: em muốn ôm cả đất, rồi gì nữa, em muốn ôm cả trời, nhưng mà sao anh ơi, rồi sao nữa, em không ôm nổi trái tim của một con người, phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Ôm cả đất cả trời ôm được, mà trái tim bị lớn vậy ôm được? Người ta nói vậy có nghĩa là trái tim nặng hơn trời đất, đúng không? Không phải. Trái tim khó hiểu hơn trời đất. Vì vậy cho nên trái tim khó giữ hơn trời đất. Cho nên ở đây tất cả chúng ta là vợ chồng, cái đức hy sinh cho nhau như một người hầu, đó là cách thức để Đức Phật dạy cho chúng ta giữ trọn tình nghĩa của một trái tim. Vì vậy ở đây khi mà vợ chồng có tình, có nghĩa, có ấn tượng, có kỷ niệm rồi, rất khó cái gì có thể ngăn cách được với tất cả các vị. Ví dụ mai này vợ chồng có cắn đắng, nhưng mà cái nghĩa, cái tình, cái ân của chúng ta đã có đó, chúng ta nằm suy nghĩ lại, và nếu con người có lương tâm, chúng ta trăn trở và đau khổ với cái đó lắm đó. Chứ còn một người sống không nghĩa, không tình, chia tay là chuyện rất là dễ. Vì vậy chúng ta hãy gieo cho nhau nhiều kỷ niệm, nhiều ân tình. Đó là những chất keo sơn để nó gắn kết cuộc đời của các vị. Rồi mai này chúng ta sẽ đi trọn một con đường dài. Trăm năm hạnh phúc của chúng ta là một thử thách đó các vị. Chúng ta đi trên con đường sỏi đá chứ không bao giờ chúng ta đi trên con đường phẳng lì. Vì vậy phải trang bị nhiều hiểu biết, kiến thức và đạo đức để giúp vượt qua những thử thách, để đi trọn một con đường, để sống có tình có nghĩa cho trọn được trăm năm theo sự kỳ vọng của cha mẹ của đôi bên tất cả các vị.